truyền của bố của các chị em đến từ bàn câu 2 trong buổi trưa ngày hôm nay. Đi về phía núi rừng đường dốc đá treo leo, anh qua bao nhiêu suối đèo về đến với tình em. Anh đến với chợ tình xưa, chợ tình thương nhau đó, tìm em người con gái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.